Bộ PC của mình đã lắp xong và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Ok, vô lộ. Đây, các bạn có thể thấy bộ PC của mình đã lắp. Mình có đổ thêm một cái quạt tán nhiệt cho CPU này và một cái loa 2.0. Đấy, có nút chỉnh âm lượng luôn các bạn. Và mình có mua thêm một cái cạc wifi không dây. Đây, để kết nối wifi. Bây giờ thì mình sẽ khởi động cái bộ PC này và giới thiệu các bạn. Đây, nhấn nút hả? Đấy, bộ PC đã khởi động. Ok, đây để mình kiểm tra cái cấu hình của máy ha, coi có đúng như những nhà quảng cáo ve chai đã giới thiệu không. Mình tải cái ứng dụng CPU-Z các bạn. Đấy, để kiểm tra ha, kiểm tra coi cái cấu hình của nó có đúng không. Quạt 12V kêu khá là to các bạn ạ. Đây là cấu hình của nó. Đây, Intel Core i2 Duo E8004 này. Đấy, đúng các bạn ạ. Với xung nhịp là 3GHz này. Rồi cắt xe coi. Mainboard là của Intel này. RAM 4GB. Rồi card đồ họa này, card đồ họa là Nvidia GeForce 210 này các bạn. Đúng là đúng như nhà quảng cáo. Đây là thông qua phần mềm, còn để mình kiểm tra trên máy coi ha. Đây. Đang sử dụng Intel Core E8004 này. Bản 4.4. RAM 4GB. Hệ thống 64 bit này. Đấy. Bản này lại được rác này. Coi các đồ họa coi sao. Đây mình sẽ khởi động các đồ họa coi. Rồi. Đây coi các đồ họa này. Đây là hệ thống Windows 7 này, 64 bit. Đấy. RAM 4GB Intel E8004. Xung nhịp 3GHz, 2 CPU. Đấy. Các đồ họa là các Nvidia GeForce 210 này. Với bộ nhớ là 2GB. Độ phân giải màn hình 1366x768 32 bit ở tần số 60Hz. Đấy, quảng cáo khá là đúng các bạn. Mình mua về mình lắp mình cảm thấy đúng không? Không biết cái bộ PC quần mía này có làm được cái gì không. Coi kết nối wifi này. Kết nối wifi rồi mình thử vào mạng xem ha. PC này thì chủ yếu để cày YouTube với xem phim nghe nhạc thôi các bạn ạ. Chơi game thì một số game nhẹ thôi. Ở đây mình có tải FIFA Live 4. À nhầm,
FIFA 14 phiên bản Ultimate. Về chơi thử khá được các bạn ạ. Chơi khá ok. Đây. Thử xem này. Test thử coi được không ha. Đấy. Khá là ngon các bạn ạ. Coi video khá là nét. Tốc độ mạng xử lý cũng rất nhanh. Có vị là quạt kêu hơi to. Khá ngon các bạn. Cái YouTube thì thoải mái ha. Mình có tải một số phần mềm này về để mình cho các bạn xem này. Đây như phần mềm này. Phần mềm vẽ mạnh. Máy này hoạt động cũng khá là ok các bạn ạ. Quạt kêu quá to. Nào, thử mở một cái file project coi chạy như thế nào. Nó load hơi lâu các bạn ạ. Máy cùi mà. Đấy, cái file project ấy. Phần mềm này chạy cũng khá là tốt các bạn ạ. Cho các bạn xem 3D này. Đấy. Nó chạy 3D khá là mượt mà các bạn ạ. Quá ngon. Với cái giá thành quá rẻ cho một cái bộ PC mà thực hiện cũng khá đầy đủ các bạn ạ. Khá đầy đủ các ứng dụng mà mình cần. Đấy. Thấy không? Tăng tiếng lên các bạn nghe này coi này. Đấy. Bây giờ loa 2.0 phiên bản độ. Đấy. Ok chưa? Khá ngon các bạn. Đây là cái kênh YouTube của mình, các bạn vào ủng hộ kênh YouTube của mình các bạn. Chế các bạn này, chế đổ thêm một cái quạt tản nhiệt này. Đây mình sẽ chơi game cho các bạn xem này, nó tải game khá nhanh các bạn, này ok ha, đó, load quá nhanh, khá ngon, thử FIFA 14 ha. Các bạn xem này, FIFA 14 chơi này. Quạt kêu khá to các bạn. Quạt 12V. Độ cái quạt này độ cứng mát. Welcome to EA Sports live coverage of the Barclays Premier League. It's a North London derby. Derbies don't come any bigger than this. It's Arsenal against Tottenham Hotspur.
Let's cross straight to the Emirates. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Well, we've got Barclays Premier League action for you. I'm Martin Tyler. London Derby. Derbies don't come any bigger than this. It's Arsenal against Tottenham Hotspur. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hi there, I'm Martin Tyler. With me today, Alan Smith. We've got a match in the Barclays Premier League for you. Yep, thanks Martin. Delighted to be here, as we always am for these occasions. What a chance here. And the shot's off. Tottenham have got a corner now. Good clearing header. To try and win the ball back. Ok, bộ PC, tổng thể bộ PC này. Bộ PC giá rẻ nhưng cấu hình cũng đủ dùng các bạn. Các bạn nhớ vào kênh ủng hộ mình nha. Ok, chào các bạn.